Rồi, bây giờ là đây là Ryan sau khi chạy nước rút và đã bị căng cơ đùi sau vì là bị Juni ép tập đùi sau nãy giờ và gánh tạ. Nhưng mà bài nào cũng fail hết, nên là hôm nay tính ra là nguyên buổi tập là fail hết. Nên là bây giờ đang ngồi hóng mát dưới sân và sẽ trả lời lại những câu hỏi của các bạn. Sorry, điện thoại có báo thức. Đó, bây giờ là nói rất là nhiều lần cho các bạn là nên uống sữa chua như thế nào, nhưng mà vẫn có nhiều bạn quá trời bạn hỏi, nên là bây giờ nói lại nha. Đâu quá em ơi. Rồi. Bây giờ đau thì ráng nói cho mấy bạn nghe nha. Rồi anh, bây giờ mình nên uống sữa chua. Từ sorry mấy bạn nha, tại vì mình lưu nội dung trong đây mình phải coi lại. Sữa chua có đường hay sữa chua không đường vậy? Thì cái sữa chua không có đường á thì sao? Uống. Rồi, nên uống sữa chua gì? Thì tất nhiên là sữa chua á, cái loại mà sữa chua không đường á, nó lạt nhắt là sữa chua mà không có đường á, mà uống nó nổi đâu. Và thêm nữa, thực chất á, là trong sữa chua mà có đường á. Gần lại, không có nghe nữa. Trong cái loại mà sữa chua có đường á, thì thực chất á, là nó cũng không có phải gọi là quá nhiều cái calorie như bạn nghĩ. Cái á, mà các bạn hay lo lắng ở chỗ là bất kỳ cái gì các bạn nghe là có đường, cái là các bạn nghĩ là nó sẽ ăn vô các bạn sẽ mập. Tôi khuyên các bạn là hạn chế ăn những đồ ăn có đường và đồ ăn nhiều dầu mỡ, nghĩa là các bạn phải phân biệt được là có những cái loại đồ ăn mà nó bắt buộc phải bỏ đường vô trong đó bạn mới ăn và sử dụng được, nhưng những cái loại đồ ăn đó thì nó có nhiều những cái thành phần nó giúp bạn hỗ trợ cái vấn đề về hệ tiêu hóa hay là gia tăng cái kháng thể hay là vitamin cho các bạn, ví dụ như là sữa chua hoặc là nước chanh đó, thì những cái loại đó bạn bắt buộc phải có đường vô bạn mới uống được, chứ không bạn nào bữa nào mà bạn thử mua cái sữa chua mà không đường á, mà ăn nó rất là khó ăn. Mà sữa chua nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa, mà chính cái việc mà tốt cho hệ tiêu hóa nó mới giúp cho cơ thể của các bạn là khỏe mạnh hơn, và trao đổi chất ổn định hơn, nó mới giúp bạn giảm mỡ lâu dài hơn. Nghĩa là ở đây á, các bạn vẫn còn lóng ngóng cái việc giữa cái việc hiểu một cách gọi là nó hơi máy móc, nghĩa là cứ ăn cái gì chung mà nó có đường nghĩa là bạn sẽ mập. Nó không phải là như vậy, mà là phụ thuộc vào cái lượng calorie từ đường đó nó ảnh hưởng mỗi ngày trong cái bữa ăn của bạn như thế nào, và nó ảnh hưởng suốt một cái khoảng thời gian dài như thế nào, và cái loại đường đó nó hấp thu nhanh vô cơ thể của bạn hay là nó sử dụng kết hợp với một loại thức ăn nào đó khác. Trong trường hợp mà mình nói đó là sữa chua và nước chanh thì cái khả năng hấp thụ đường của nó sẽ kém hơn việc đó là bạn ăn đường mà bạn dùng để ăn với bánh hay là bạn uống nước ngọt á, mấy cái đường đó nó mới chết á. Rồi đó, các bạn hiểu vấn đề mình nói không? Và nó hình thành một cái thói quen dài, ví dụ những thói quen xấu, ví dụ như là ăn uống quá nhiều những cái loại nước ngọt, ăn quá nhiều đồ ăn bình thường nó đã nhiều calo rồi mà các bạn nấu nó rất là ngọt thì các bạn bỏ quá nhiều đường, hoặc á là bánh kẹo các bạn cung cấp loại đường rất là lớn mà các bạn ăn mà các bạn sử dụng thời gian dài thì khi đó các bạn sẽ mập một cách thảm họa, nó là chuyện bình thường thôi, là chuyện chắc chắn nó xảy ra rồi. Có chuyện có một vài trường hợp ít cái cơ thể của họ trao đổi chất nhanh, hoặc là họ cái cơ thể của họ chậm đi cái vấn đề mà hấp thu đường, thì khi đó cơ thể của họ ít mập hơn người khác, nên sẽ có những cái trường hợp là ăn rất nhiều nhưng mà không mập đó. Cái trường hợp đó rất là ít khi gặp và không nhiều để xảy ra, còn đa phần mọi người là cứ ăn quá nhiều những cái đồ ăn xấu, quá nhiều đồ ăn có đường thì các bạn sẽ mập, là cái điều chắc. Thôi mình cứ xét theo các trường hợp phổ biến đi. Đó, những trường hợp phổ biến đó. Rồi nên cái việc mà sữa chua với sữa chua có đường mà không đường ấy, thì đừng bàn luận nữa. Các bạn ăn sữa chua không đường các bạn khó uống lắm thì... Các bạn có thể uống hoặc ăn sữa chua ít đường, tại vì nó có cái loại ít đường hoặc có đường. Còn Ryan với Juni thì hay uống sữa chua Long Thành, bởi vì là nó có cái độ sệt nhất định và nó dễ uống, nó không quá lỏng như Vinamilk hay là TH Chumilk, mà nó hơi đặc đặc á, uống rất là ngon. Còn một cái vấn đề về cơ bản nữa là để mà các bạn ăn uống thoải mái hơn, để mà các bạn có thể là ăn nhiều mà các bạn không sợ mập á, thì chỉ vấn đề là các bạn phải tăng
cái cường độ luyện lên rất là nhiều. Giống như các bạn thấy một buổi tập của tôi á, tôi tập đôi khi là bài nào tôi tập cũng fail hết, nhưng mà vấn đề là bài nào tập của tôi nó cũng rất là nặng. Ví dụ người tập mình fail mà còn khoe đó. Bây giờ em kêu người bình thường nhảy qua 2m coi hãy nhảy nổi không, trong khi anh là nhảy tới 3 hiệp, 2m4 một hiệp thôi là thấy muốn sắp mặt rồi, các bạn hiểu rồi. Không đó nên nếu mà các bạn muốn đốt được cái là calorie lớn, các bạn phải cố gắng, các bạn tập một cái cường độ lên rất là nhiều, hoặc mức tạ các bạn phải lên rất là cao. Ví dụ như các bạn đến khi mà các bạn squat mà tầm 60kg trở lên thôi là lúc đó các bạn có thể gọi là những món bình thường, hay là 1.000-1.500 cái lo, các bạn ăn thả phanh các bạn cũng không lo mập nữa. Rồi còn câu nữa là đổi qua video khác. Không, còn một câu liên quan đến sữa chua. Video này là chuyên sữa chua, hiểu không? Mình đã nói là nên uống sữa chua gì, có đường hay không đường rồi. Bây giờ là anh nói uống sữa chua lúc đói, vậy nó có làm đau dạ dày hay không? Tại vì anh nói là uống sữa chua như bữa phụ á, hiểu không? Bữa phụ lúc đó đâu có gọi là đói. Ấy mấy bạn nghĩ, mấy bạn hiểu theo cái câu, các bạn câu nên trước á, hay... Các bạn nên hiểu cái lúc mà cơ thể nó rất là đói. Ví dụ như là tối nay các bạn 6 giờ các bạn ăn tối, sáng 6 giờ các bạn dậy là 12 tiếng đồng hồ, là khi đó bao tử của bạn nó rất là đói rồi. Lúc đó lý tưởng nhất là bạn có thể một miếng bánh mì, hoặc là một quả trứng gà, hoặc là một củ khoai lang. Thì như vậy các bạn tập á, nó sẽ hỗ trợ năng lượng của bạn tốt hơn. Còn sữa chua vào bữa phụ lúc 9 giờ sáng hoặc là 3 giờ chiều, lúc đó cơ thể của bạn nó không có gọi là nó quá đói, nó chỉ gọi là cung cấp và duy trì cái mức độ năng lượng cho cái giữ cái quá trình trao đổi chất của bạn cao thôi. Tại vì nếu bạn 9 giờ sáng đó là bữa phụ, thì bạn đã có buổi sáng lúc 6 giờ sáng về 3 giờ chiều bữa phụ, thì là bạn đã có buổi ăn buổi trưa lúc 12 giờ rồi. Thì 3 tiếng sau là cơ thể bao tử của bạn nó chỉ tiêu hóa gần hết cái lượng đồ ăn buổi trưa hoặc buổi sáng thôi, chứ không phải là nó tiêu hóa sạch trơn và chống cái bao tử. Khi mà bao tử nó chống thì cái dịch axit dạ dày nó sẽ tiết ra và nó báo hiệu là phải cho nó ăn đi, phải đưa đồ ăn vô cho nó. Đó, các bạn hiểu ý mình nói không? Đó, nên các bạn hiểu lúc nào uống sữa chua là phù hợp, là lý do tại sao là cái buổi xế là 9 giờ sáng với 3 giờ chiều các bạn nên uống sữa chua lúc đó là thì các bạn hiểu đúng không? Duy trì cái mức năng lượng trao đổi chất nhanh, thì khi mà bạn duy trì mức năng lượng trao đổi chất đó thì đến cái buổi trưa hoặc là cái buổi chiều tối thì bạn cái khả năng bạn ăn và cái khả năng hấp thụ đường của bạn nó sẽ thấp hơn và bạn sẽ ăn ít hơn lại một chút. Rồi, hiểu chưa? Rồi, mỗi ngày nên uống khoảng bao nhiêu? Tùy thể trạng, như anh mỗi ngày anh quất nửa lít. Anh đang không có nói như anh đang nói theo người bình thường. Người bình thường là khoảng 200ml được không? Ừ. Người bình thường là